cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào. Khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Những làng quê trù phú nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá. Tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Đoàn thuyền ra khơi, biển xanh dâng sóng như đón người. Dưới chân dãy Hoành Sơn hùng vĩ, trên địa bàn xã biển Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có một ngôi đền thiêng. Nếu đi từ bắc vào nam, vượt qua hầm đường bộ đèo ngang là chúng ta đã nhìn thấy ngôi đền. Đó là đền Liễu Hành Công Chúa. Từ trên triền dốc trông xuống, chúng ta mới thấy hết sự tinh tế, chuẩn xác của người xưa khi lựa chọn vị trí xây dựng ngôi đền. Tựa lưng vào bức tường thành Hoành Sơn vững chãi, đền hướng mặt ra phía biển. Trước đền là hồ Đồng Mười trong xanh rười rượi. Vị trí tọa lạc của đền Công Chúa Liễu Hành vừa mang vẻ đẹp nguyên sơ giữa cỏ cây hoa lá, vừa thể hiện nét phong thủy truyền thống trong phong tục tập quán của cư dân Việt. Nhóm phóng viên thực hiện ký sự tới đền Công Chúa Liễu Hành trong một buổi sáng đẹp trời. Không vào dịp lễ hội, cũng không phải là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng du khách muôn nơi vẫn viếng thăm khá đông. Chúng tôi gặp chị Trình Thị Phú Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Hà Nội, cùng 22 cán bộ giáo viên của trường đang vãn cảnh đền. Chị Hà tỏ ra am hiểu về đền thờ Công Chúa Liễu Hành. Chị cho biết, đèo ngang là điểm cuối cùng ở phía nam đất nước hiện hữu tục thờ mẫu. Đền Công Chúa Liễu Hành có lối kiến trúc, nghi lễ tương tự như tục thờ mẫu tại đền Phủ Dây, Hà Nội. Ngoài Hoành Sơn Quan, đình Vĩnh Sơn, chùa Thọ Sơn mà chúng tôi đã có dịp khám phá trong tập ký sự trước, giờ đây lại có thêm một di tích nữa minh chứng cho bề dày của văn hóa Việt trên xã biển Quảng Đông. Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt, việc tôn thờ nữ thần, thờ mẫu là một hiện tượng phổ biến. Cơ sở chính trị, xã hội, cơ sở tinh thần và tâm linh đã hình thành nên tục thờ mẫu từ thời Văn Lang, Âu Lạc và truyền lại cho đến ngày nay. Đền Công Chúa Liễu Hành mang hình tượng chung trong đời sống tinh thần của người Việt, vừa có sự tích riêng gắn với vùng đất đèo ngang Hoành Sơn đầy linh thiêng huyền bí. Truyền thuyết kể lại rằng, Liễu Hành là con gái của Ngọc Hoàng, do phạm lỗi, nàng bị đày xuống trần gian. Liễu Hành chọn nơi núi rừng vắng vẻ dưới chân đèo ngang, bên con đường Thiên Lý Bắc Nam, mở quán bán hàng. Bất kỳ ai lên xuống đèo, đã đi ngang quán, không thể không ghé lại nghỉ chân. Bằng phép thuật của mình, nàng mở lòng che chở, cứu giúp những lữ khách lương thiện, tốt bụng, không may bị hoạn nạn nơi chốn thâm sơn cùng cốc, đồng thời thẳng tay trừng trị những kẻ bất lương, tà dâm, có ý định làm điều xấu xa, vô đạo. Thánh mẫu Liễu Hành chính là niềm tin, là sự gửi gắm của dân chúng về lẽ công bằng ở trên đời, theo đúng giáo lý của Phật Pháp, nhân nào quả ấy, ở hiền gặp lành. Đến với Thánh mẫu Liễu Hành tại đèo ngang, đoàn tham quan du lịch của giáo viên trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Hà Nội, theo hướng dẫn của những người phục vụ và ban chủ nhang của đền, thành tâm dâng lễ, dâng hương tại đền. Với họ, đến với Đức Thánh mẫu là để bày tỏ tấm lòng mình với những cung bậc cảm xúc trong trẻo, thánh thiện, là để dòng suy tưởng hướng về những giá trị cao đẹp của nghĩa đồng bào, là dân cùng một nước, biết đoàn kết yêu thương và gìn giữ những phẩm chất truyền thống đáng quý của cha ông, của dân tộc. Mỗi khi bước vào cái cửa đền thờ mẫu thì một cái
lòng thành kính và tưởng nhớ đến cội nguồn mà các ngài đã xây dựng này, rồi thì bảo vệ, rồi về một mặt tâm linh về tín ngưỡng thì mình có một cái niềm tin đó là bên trên còn có cái đức tin là mẫu mẹ che chở cho tất cả các con dân Việt. Thứ hai nữa là với một lòng thành kính thì mình vào thắp hương mẫu cũng là một là để tạ ơn mẫu. Trước tiên là tạ ơn mẫu và sau đó là cũng có những cái niềm ước mong khấn nguyện cho quốc thái dân an. Bản thân như mình cũng là giáo viên thì cũng mong là sao dạy được tốt, là hoàn thành trách nhiệm của mình đối với đất nước, và bên cạnh đó thì mong cho các con thành đạt. Và đó cũng là, mình cũng tin đó cũng là những cái điều mà Đức Phật cũng như là mẫu mong muốn. Không khí mát mẻ thoáng đãng tại khu vực đền công chúa Liễu Hành quả là thích hợp cho những giây phút thư giãn đầy sảng khoái. Nhiều du khách sau khi dâng lễ, dâng hương thường chọn khoảng không gian hai bên sân đền đầy cây xanh bóng mát, nghỉ ngơi, trò chuyện hoặc chụp ảnh lưu niệm. Khách thập phương đến dâng lễ, dâng hương tại đền, đa phần đều cầu mong quốc thái dân an, cầu mong cho bản thân, gia đình, họ hàng luôn mạnh khỏe, vạn sự tốt đẹp, bình yên. Tuy nhiên, không ít người đứng trước thánh mẫu để cầu may, cầu tài lộc hoặc gửi gắm nỗi niềm tâm sự nơi trần thế. Dù là mong ước điều gì, hướng về cõi tâm linh, ai cũng thể hiện tấm lòng thành với niềm tin Đức Thánh Mẫu sẽ cảm thông, thấu hiểu, sẻ chia và giúp đỡ họ được toại nguyện. Mỗi lần đến đấy thì có một cái gì em thiêng liêng và có một cái gì là trong người chị cảm thấy là khi muốn ăn lành thì chị cứ đến đây. Thì như có bề trên giúp chị mọi việc cho quá. Qua lúc chị có những lúc có những cái mình chưa lý giải được mà đến đây thể hiện thanh thản. Buổi trưa, đền công chúa Liễu Hành vãn khách thăm viếng. Nhóm phóng viên làm kỹ sư chúng tôi mới có dịp quan sát kỹ kiến trúc ngôi đền. Diện tích tổng thể của đền không lớn, chỉ xấp xỉ gần 500 m². Từ ngoài vào trong lần lượt là lối vào đền, cổng đền, bức bình phong, cổng tam quan, hai trụ đầu lân và đền tiền, đền hậu. Bố cục kiến trúc của đền được sắp xếp thứ tư từ thấp đến cao theo một trục dọc cân đối. Bố cục này làm tăng thêm phần trang nghiêm cho đền công chúa Liễu Hành tại đèo ngang. Cổng tam quan cũng được bố trí cân xứng như là sự gửi gắm của các bậc tiền nhân ước mơ về sự chỉnh trực, thẳng ngay cho cuộc đời. Công trình tuy nhỏ, được xây dựng bằng gạch, đá, vôi vữa, nhưng vẫn đậm nét truyền thống kiến trúc Á Đông. Tuy nét cổ kính của công trình ít nhiều đã bị che phủ sau nhiều lần đền thờ được tôn tạo, tu bổ, song dáng vẻ của ngôi đền vẫn bảo lưu nhiều dấu ấn của bản sắc văn hóa dân tộc. Quan sát các cấu trúc bên ngoài đền thờ, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình đắp nổi trên bình phong, trên tường, trên cổng tam quan, thể hiện bồ tử linh, long, lân, quy, phùng, bồ tử thủ, cầm kỳ, thi, hỏa, bồ tử quý, tùng, trúc, mai, sen, cùng các biểu tượng cúc, mai, tùng, hỏa, rồng. Có thể khẳng định rằng kỹ thuật xây dựng, lối ghép sanh sử thành câu đối, bức phù điêu, phong cách hồi hòa kiến trúc của thế hệ người xưa dựng nên ngôi đền đã thể hiện quan niệm tư tưởng và ước mơ hoài vọng của cư dân nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Bước vào đền tiền, chúng tôi thấy phía trên có bức hoành phi ghi 4 chữ Thánh Ân Vô Lượng. Bên trong đền có đặt 3 bức tượng của Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu và tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngự trên đài sen. Tương tự như đền tiền, phía trên đền hầu cũng có bức hoành phi với 4 chữ Mẫu Nghi Thiên Hạ. Giữa đền hầu là tượng mẫu Đệ Nhất Thường Thiên Vân Lượng, Thường Đẳng Thần, Công Chúa Liễu Hành. Bên tả là tượng mẫu Đệ Nhị Thường Ngàn Công Chúa Quỳnh Hoa. Bên hữu là tượng mẫu Đề Tam Thoái Phủ Thủy Cung Công Chúa.
Hai bên điện thờ là quân tướng Thanh Xà, Bạch Xà, Phò Tá. Người ca hương sắc của công chúa Liễu Hành, một bài chầu trong nghi lễ thờ mẫu có đoàn viết: tóc mây xanh, mày ngài mắt ngọc, tựa da ngà, chân chút hải hoa, hình dong cả lằn nhàn sa, vì so quốc sắc ắt là không hai. Chốn đèo ngang cùng nơi gió cát, có một dòng suối mát trăng thanh. Vua Khải Định năm Đinh Tỵ 1917 đã sắc phong mẫu Liễu Hành là Trang Huy Dực Đức Trung Hưng Thường Đặng Thần. Ngắm đền Tiên và đền Hầu, chúng tôi tự hỏi vì sao đền Tiên làm nơi thờ Phật, còn Thánh Mẫu lại thờ nơi đền Hầu. Ban chủ nhang của đền giải thích rằng đền Hầu chính là cung cấm của mẫu. Ban chủ nhang còn cho biết thêm, ngoài truyền thuyết công chúa Liễu Hành mắc tội bị giáng trần, xung quanh nhân vật công chúa Liễu Hành còn có thêm một truyền thuyết nữa. Khi Liễu Hành nổi loạn, nàng đã bị thiên binh thiên tướng đánh bại, bắt giam. Phật Thích Ca đã giải cứu nàng, đồ về cõi Phật, vì thế mới có hiện tượng Tiên Phật Hầu Thánh, đền Tiên thờ Đức Phật, đền Hầu thờ Thánh Mẫu. Trong cùng di tích danh thắng Hoành Sơn Đèo Ngang ở xã Biển Quảng Đông, đền công chúa Liễu Hành là một điểm nhấn. Ông Nguyễn Đức Gia, trưởng ban chủ nhang đền công chúa Liễu Hành cho biết, ngày càng có nhiều người đến viếng thăm di tích này. Mỗi lần đến với đền công chúa Liễu Hành là mỗi lần chúng tôi chứng kiến sự đổi thay theo chiều hướng tích cực. Được lắng nghe ngày càng nhiều thêm những lời biểu dương, khen ngợi và ngày càng ít đi những biểu hiện chưa thật hài lòng từ phía khách viếng thăm. Chúng tôi hiểu rằng đó là thiền tâm, là nỗ lực của ban chủ nhang và những người trông coi ngôi đền để phục vụ ngày một tốt hơn cho du khách. Ban quản lý nhà đền đây là rất nghiêm túc. Trước hết đó, là đón khách đến là rất vui vẻ với khách, đồng thời là bày vẽ cho khách đi lối nào vào lối nào, cách thức thắp hương và coi như là hành lý là nhà đền là giữ gìn cho tốt, cũng đồng thời là nhắc nhở con cháu là coi như đi vào là phải nghiêm túc, đi chỗ nào ra cửa nào rồi từ trong ra ngoài là rất sạch sẽ và thay đổi nhau. Cũng kẻ thì dọn vệ sinh, người lo nước nối người nữa thì là lau chùi rồi đón khách tiếp đón đàng hoàng. Lúc chị đến đây thì các bác ở đây rất là nhiệt tình chú đáo, rồi bay đến đây đến chốn, rồi chị cũng có cái tinh thần là coi như khi mong muốn đến đây, dân ở đây họ cũng tốt, mua cốc nước họ không lấy tiền, họ mời uống và họ đứng cho thêm trái trái nước lã. Chị thấy họ cũng hiểu khách. Trước khi rời ngôi đền linh thiêng dưới chân đèo ngang, tạm biệt một địa chỉ du lịch tâm linh nơi địa đầu cực bắc của tỉnh Quảng Bình vốn đã được nhiều người biết đến, chúng tôi dừng trước tấm pano lớn quảng bá hình ảnh ngôi đền sẽ được xây dựng mới trong nay mai. Lời chú thích trên tấm pano ghi rõ đơn vị thực hiện là Công ty Giáo dục Trí Nhân Tâm. Vậy là khoảng không gian trước đền kéo dài gần sát Hồ Đông 10, rồi đây sẽ mọc lên những điện thờ mới. Vẫn giữ nguyên kết cấu đối xứng theo trục dọc, nhưng ngôi đền tương lai sẽ dài hơn, to hơn và nhiều điện thờ hơn. Có lẽ một vài phần việc về xây dựng cơ bản đã được khởi động. Hẳn là ngôi đền hiện tại đã trở nên bé trước nhu cầu thăm viếng ngày càng lớn của du khách. Ngôi đền mới, cảnh quan mới, liệu sẽ giữ được bao nhiêu dáng vẻ, hồn cốt của đền xưa? Ngôi đền mà hàng trăm năm nay luôn gửi lên trong tâm tưởng của con người về quán hàng nhỏ của một tuyệt sắc giai nhân, một công chúa từ thiên cung giáng trần hành đạo. Những nén nhang thắp giữa sân đền cháy rực như tấm lòng của người đời dành cho Thánh Mẫu. Khói nhang mềm như tóc mây con gái, dịu dàng ấm áp, tựa bàn tay vuốt ve ấp của mẹ, neo giữ lại nơi này cảm xúc của mỗi người hướng về những giá trị tinh thần thuần Việt, bình dị mà cao đẹp và nhân văn.
đền công chúa Liễu Hành trong dòng chảy của tín ngưỡng thờ mẫu dân gian, xứng đáng để chúng ta trân trọng, bảo tồn, kế thừa, phát huy một cách cẩn trọng, khoa học, hợp lý và có hiệu quả.